chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Tiếp tục nội dung tiếp theo nữa. Hôm nay mình vừa đi bắt trai trai về các bạn. Và giờ mình sẽ chế biến ra tại nhà anh Đà này. Hôm nay mình sẽ không quay chi tiết về cái món trai trai đâu. Mình sẽ hôm nay có những món mà rất là thú vị nha các bạn nhé. Một là con cá chấm đen, trọng lượng 16 kg các bạn. Hôm nay mình có mua được một ít thịt vì người ta mổ ra thì mình mua lại thôi các bạn. Của họ đánh ở dưới hồ thủy điện Thác Bà về. Hôm nay mình đang có mặt nhà anh Đà đây. Đây cái thực rào mà trước mình có đi làm cùng các anh các bác đây. Và cái cổng đây nữa. Nhà bác Đà, nhà anh Đà này thì cũng làm một cái xưởng mà chuyên làm cốm với sao chè các bạn. Hôm nay mấy hôm nay thì họ người ta về làm cũng rất là ít nên là. Đấy, bác Đà đang sao chè trong này. Còn là những con trai trai vừa rồi mấy anh em mình đi bắt về thì tối nay mình em sẽ làm một ít để ăn. Cái mấy món về trai trai tối nay ăn thì mình chỉ làm sơ qua thôi, mình sẽ ghi hình sơ qua thôi. Còn mai nữa thì mình sẽ làm những cái món mà rất là cầu kỳ từ cái món từ con trai trai nha các bạn nhé. Đó. Rồi mình sẽ tiến vào trong chỗ bếp đây để mở. Nhà bác Đà, nhà bác Đà đây thì là một cái nhà sàn và hầu như là toàn gỗ sến với cả gỗ lĩ thôi các bạn. Từ cách dựng được cũng khá là lâu rồi. Đó. Đây, này có anh nội với cả anh Đà nữa đang ở trong này. Chuẩn bị trong này. Ôi. Anh Đà về trước thì đang mổ thêm con vịt nữa rồi các bạn. Có món chai chai và có món cá chấm đen rồi mà lại mổ thêm một con vịt nữa thì buổi tối nay anh em mình chắc là đại tiệc mất. Đây anh nội đang có những chai chai đây. Đi rửa chai chai về. Đó. Thả biết gì. Giống này giống to nhá. Ừ, giống to ấy đấy, em về thả áo. Một chậu đầy mà các bạn. Em phải thả áo bớt đi. Nhiều quá. Hôm nay thì anh em sẽ ăn một ít, còn là một phần thì sẽ để chia nhau anh em và sẽ để ngày mai. Anh em sẽ chế biến từ những con trai trai này. Ui dồi ôi, anh nội rơi lên em phát à. Đây đây. Đói các bạn. To. Ui dồi, có những con to. Con to ăn này, con bé thì dạ. Ừ, con to để tối nay ăn trước đi. Là một phần thôi mà anh, không tối nay không cần làm hết rồi mà. Ăn nào hết được từng ngày. Đấy. Để anh con em. Con gà này ấy. Đấy những con già này. Đấy những con đen đen này là con già các bạn. Những con mà nó vẫn còn trắng trắng này thì nó vẫn còn lớn. Như vừa rồi chú Long bảo ấy là trước còn to bằng hai bàn tay các bạn. Bây giờ con như này đã to một bàn tay của mình rồi. To hơn bàn tay mình rồi. Còn là sau đó có những con to bằng hai bàn tay cơ. Đấy. Ờ thì cái đây to này. Còn là đấy anh em còn nhiều chia nhau còn là về còn ngày mai nữa mà anh. Con này. Đấy những để đem về thả một phần. Thả ao cho xem nó lớn không? Rất lớn. Quê lắm. Bùn quá thì nó không sống ở đâu. Ao đường vào nhà á. Bùn nó cũng sợ cũng sống rồi. Ở đây mức cách kê thì nhiều chứ. Đây anh em mình tối nay sẽ ăn lưng chậu. Còn số lượng này còn một lưng chậu nữa. À còn ốc nữa mà anh nội. Hôm nay có cá chấm đen với cả anh Đà vừa mổ thêm con vịt thôi. Về quá nhanh các bạn. Còn có cá hôm nay anh Đà đi đo được nữa cơ, cá đục nữa cơ. Đấy. Ốc này nữa ngâm một lúc là vò đi rồi cho ớt cho nước vò gạo vào các bạn. Để cho nó nhả lấy nó nhanh. Kịp không ăn ông? Ăn nhiều. Kịp không? Kịp thì ăn không thì anh Đà bảo thích ăn ấy thì cho ớt vào thôi cái này. Ốc gì? Ừ. Ăn ốc. Nấu ít chai chai đi. Ừ. Có cái dừa. Đi mà, lấy làm 2 bát thôi. Đây, đây thoải mái. 2 bát thì chưa cuối rồi nhưng mà. Ô, chưa cuối này sao chặt được một tiếng. Đâu. Đâu tiếc. Đây, ôm.
với đậu. Tối nay lại min ngoài rồi các bạn ạ. Đấy. Bớt chết một phần đi. Ừ, chọn đi vì nhiều con chết rồi, vừa rồi mình cứ vơ lấy ở dưới bùn các bạn. Hôm nay thì mấy anh em mình sẽ mỗi người đảm nhiệm một món. Anh Long thì ở trên nhà đang đảm nhiệm cái món con vịt rồi. Và anh Nội sẽ nhận là trái trai với cả Hến. Mình thì chuyên cái vai trò nói phét các bạn. Còn anh Đà lúc nữa thì sẽ để cho anh sashimi cái món gọi cá chấm đen 16 kg. Đó. Anh Đà đang bán chuối cho bán chuối đổi với sữa anh hả? Anh Đà đang giao dịch các bạn, lấy chuối đổi với sữa. Đổi quýt hay đổi cam? Đổi đấy. Đây cái chuối ngự đấy các bạn. Chuối ngự nó như kiểu là chuối hột đấy. Không ở dưới này được. Mấy cái nải dưới như này này. Cái này cho lượn thôi. Chín quá rồi. Trên này chín quá rồi. Mềm hết rồi. Nắng quá nhìn. Không lấy à? Lấy về cho trẻ con. Chuối này ngon lắm chị ạ. Hay là bảo đổi vú sữa với là đổi cam đổi quýt thì sợ. Sợ đổi anh Đà bảo đổi vú sữa đổi cam đổi bưởi chắc sợ rồi. Vắt mái các có. Trêu các bạn. Những con trai trai này mình sẽ luộc lên các bạn. Cá có riết ra bên nhà đun đây. Cứ đây cũng đó kín. Để cho nó nhanh, mình không bổ mồi thường thì mình sẽ làm sống không, nó. Tí nó quát vào một đĩa thôi đúng không? Một đĩa xào đúng không? Nhà đông người mà anh. Anh Đà giã ớt các bạn để cho những con ốc nó sẽ nhả cái bùn ra nhanh và cho muối cho mẻ vào nữa thì nó sẽ rất nhanh luôn. Đó, anh Đà giã ớt đây. Giã ớt này là ớt thóc luôn rồi các bạn. Siêu cay. Ớt này siêu cay luôn đấy. Cho các em ăn tí ớt nhá. Ngâm một lúc nữa thì nó nhảy bùn đi. Cái tay khoáng. Xong cái này mà khoáng mà đi đi bắt thằng em thì thôi. Đấy. Rồi anh Đà sẽ tắm các bạn. Anh em đi về tắm trước ạ. Rồi về chế biến. Bây giờ thực ra hôm trước thì ở trên mình nó nắng, nhưng mà ngày hôm nay thì bắt đầu trời đổ mưa các bạn. Nên là cũng trời nó tối sớm tối này thôi. Hôm nay anh em mới rủ nhau đi mưa nên không gặt được lúa ấy. Anh em rủ nhau đi bắt trai. Thế là đi theo đường bắt được một em chấm đen 16 kg. Đấy. Cá đấy chắc là làm sashimi gỏi đó nhỉ anh nhỉ? Cá chấm đen mà các bạn, ở Hồ Thác Bà. Người dân người ta đem lên bán ở trên này. Có chứ? Bà nội của anh Đà các bạn. Năm nay cũng hơn 70 tuổi, gần 80 tuổi rồi. Đang rửa bát đây. 77 tuổi đấy. Vẫn còn rửa bát. Mình gọi bằng là bà bác, bà ấy các bạn. Đấy. Còn anh nội bên này thì nhanh tay lên nhà chế biến luôn măng đắng rồi. Trên mình thì những cái loại măng này thì để mà nói dài cũng gọi là một loại măng mà đắng nhất núi rừng đấy các bạn. Đắng nhất trên các loại măng đắng luôn. Trên các loại măng luôn. Thế anh vòng vòng lấy cái ấy này anh. Ở trong cái lõi ở trong ấy. Hôm nay anh em nhiều món đấy. Để em điểm nào. Ốc nào, vịt nào, cá này, hến này, chai chai này.
hai món cá liền thôi. Ui dồi ôi, lại hai món cá liền các bạn. Măng nữa. Măng nữa. Này nhiều món đấy. Cũng đại tiệc. Mừng ngày mưa mà các bạn. Đấy. Bà bảo ăn Tết được không vàng. Vì à, cũng khá là lâu ở trên Tây Bắc mình không có ngày mưa rồi nên là đúng là ăn mừng ngày mưa, ngày ngày trời đổ mưa ấy các bạn. Đây các bạn, món chính của ngày hôm nay đây. Lúc nữa anh Đà lấy ra mình sẽ nhờ anh Đà cầm lên một khúc to, hai khúc to. Đấy, để mình tiến gần vào trong các bạn. Một miếng cá mà nó dài như này các bạn đã biết là nó to đến mức nào rồi ạ. Đấy, anh Gà Gà này. 40 phần. 30 phần. 30 phần. Các bạn xem này. Dạ. À. Ui ôi, các bạn xem cái vảy của nó. Ui cái vảy nó. Anh Đà. Theo em góp ý này. Tí anh các bạn nữ ấy, hay đi làm móng ấy, các bạn mình sẽ để cái này vào phơi khô để cho các bạn để đi làm cái móng tay móng chân các bạn. Đây nó to hơn cả móng tay mình mà, to hơn cái ngón tay mình luôn. Hoặc là để về mấy anh em tí nữa chia nhau mỗi người một hai cái để em về để làm cái xẻng anh ạ, làm cái xẻng với cái cuốc. Đây các bạn thấy không, cuốc cá to. Úi. Thế cái vảy làm cái sẻng. Giờ mình sẽ để đây đã các bạn. Xuống với anh nội là chế biến cái món chai chai đã. Lúc nữa thì lên để anh Đà. Anh Đà sẽ hôm nay sẽ đảm nhiệm cái món này nhá. Cứng quá. À, đây cái cá mà anh Đà hay đo với mình đi đo đây các bạn. Đó. Đó, cái chai chai mình đun một lúc thì nước sôi lên thì nó sẽ mở nắp hết ra các bạn, hái hết ra. Mở miệng. Cái này chẳng thấy ngọc chai nhỉ, to này chẳng thấy có ngọc nhỉ. Đây, đấy rồi thì đun nóng rồi nó sẽ nhanh lắm ạ. Đó. Còn nếu mà mổ sống thì nó sẽ lâu hơn. Giờ mình chỉ tách ra và làm sạch nữa thôi. Mổ ruột, mổ bụng của con chai chai thôi. Úi dồi ôi, tuyệt vời. Nhìn to mà cũng chẳng được mấy đâu nhỉ. Có mổ đúng không ạ? À rửa thôi gì rồi. Cái này phải mổ nó bóp cái bụng cái ruột nó ra các bạn. Ở trong này. Đây trong này. Xin lỗi các bạn là cái móng tay của mình hơi bẩn một chút vì vừa rồi vừa đi xuống bùn về mà các bạn. Theo đề xuất của anh nội sẽ hôm nay cái món này mình sẽ xào tía tô với lá lốt các bạn. Chuối. Đó. Mình sẽ không ghi hình chi tiết món này đâu nha các bạn nhé. Vì món này cũng đơn giản mà. Mai nữa thì mình sẽ làm những cái món mà rất là cầu kỳ. Từ cái con chai chai này. Và nhiều món từ con chai chai này các bạn. Các bạn cùng đón xem video ngày mai nha các bạn nhé. Cùng xem anh em mình đi bắt chai chai và về chế biến. Chắc chơi người dơi. Vẫn có. Đà bổ đúng chú, quả chuối đôi luôn. Cắt tay chuối không? Không, có người là thích ăn chuối rồi. Vâng. Chuối om nhờ cơ, nó mới ngon. Luộc đi thôi. Không, anh thái mỏng không? Không thái mỏng đâu, bổ ấy thôi.
Bố nó lâu chín. Luộc chứ. Luộc họ tí cho vào xào luôn thôi. Cứ phải để cho đầu bếp ra tay. Đầu bếp anh Đà. Cái thè. Chuối cặp đấy. Ăn nhỉ? Này mới anh Đà làm sinh đôi vân đấy nhỉ. Ê thế khả năng được anh ạ. Họ bảo ăn cái thứ này là để sinh đôi đấy. Thế biết có phải không? Em mình phải kiểm nghiệm rồi, mình đã phải sang năm lại sinh đôi phát nữa. Đây mọi người ạ, anh Đà làm xử lý phần cá, con này bao nhiêu cân đây nhỉ? 16 cân. 16 cân, quay là cá chấm đen. Nhìn thịt đỏ ao luôn. Này chắc phải lấy kìm anh ạ. Ôi cái này không đủ đâu. Em nghĩ phải kìm. Dùng kìm anh ạ. Không thái tí à, mắt mình đấy ra thôi. Kìm. Đi không ra được không? Khó. Da chắc lắm. Cái này làm gỏi dai lắm anh nhỉ. Kìm kìm kìm. Sừng cứng lắm anh nhỉ. À có một phần bụng với cả phần đuôi đúng không? Mình nhìn thớ thịt rất nhanh đa nhỉ. Nhìn thớ thịt đỏ. Vàng ươm ấy nhỉ? Xoăn ấy. Giống như kiểu là cá lăng ấy. Chứ cái chiên ấy. À cá chiên cá lăng ấy. Đầu tay đấy. Em nghĩ là dọc xương ra mình moi ra đây. Con mối. Lần này thì chắc mấy mình sẽ làm gỏi. Ăn nó ngậy nó dai nhỉ. Cá to chỉ có làm gỏi thôi. Phì đấy. Phì đấy. Được rồi, tái đi. Còn ốc. Chắc là xào lá chanh nữa. Mẻ đó. Xào lá chanh mẻ. Được không? Ây da, có vẻ thớ thịt có vẻ ngon nhê. Chắc đấy. Xương không rút bằng tay được. Nhấp không được. Đi tụi thua luôn. Cái này mà thái để cả xương là hơi cấn đấy nhỉ. Không nhổ được cái này. Đầu tiên xử lý cái món quả cá to cái này nó hơi lùng. Công canh một tí. Cái này có giúp. Đấy không ăn được nó thôi. Cái lẩu không? Chê lẩu rồi. Đập vừa bảo rồi. Vợ lên rốt lên. Giờ này quan hệ với em Tuyên thân mật lắm. À thế à. Anh Đào vừa nãy lấy chuối đổi vui sữa nên chắc là chị ghen gì, gọi về ghen gì. Tạm điện thoại nhắn tin. Uống rượu ít thôi nhé. Ít thôi nhé. Đấy. Giả vờ sự quan tâm nhau tí. Ôi khó lắm. Chào kìa. Cám đen vớt vẩn đấy, cái phong kiếm như vậy. Lần mà nhà thi hả? Nhà thi về. Là món này dao phải thật sắc lên nhỉ? Dao sắc thái nó lọc. Ui giời, nó thịt nó. Cái phần da mà trên giòn này cũng ngon đấy nhỉ? Phần da này nó ít quá. Nó vàng cái thịt gà luôn đấy. Hôm nay dám ăn một khúc bé đâu các bạn, không ăn dám ăn cả con to. Con to hàng mười mấy kg cơ đây nè. Qua ăn một khúc bé thôi. Cái này nếu mà giá thị trường cũng tầm khoảng 300.000 một kg ấy các bạn. Nhưng mà hôm nay mình lấy ở chỗ anh em quen. Thế là cũng... Có xương không nhỉ? Khúc đấy. Có chứ. Xương cho to ấy nhỉ. Cái này chắc là để ấy thôi anh ạ. Cho anh quay xem phần xương nó cao nào. Là cái
cái kim khâu để khâu tải. Khâu tải. To nhỉ. Trước kia anh đào cũng được một con tầm một... bao nhiêu? Đợt anh đào được là 16kg ấy nhỉ, ở sông Chảy ấy nhỉ? 13 kia. Rồi cái thớ thịt. Mỡ cháy ra này. Cái thớ thịt rồi các bạn. Vàng vàng khắp giống cá đấy, bật nằm điền điền nằm bán không bẩn bẩn đúng không nhìn sao giống cá hồi nhỉ, hồi nó hồng thịt hồng đấy, anh phải thấy dày dày thế cơ anh ạ, ăn nó phải dày nhìn nó ngập mồm mới sướng. Đó. Em cũng phải dày cơ mới phê ăn mới phê. Cái này mình không phải hoa hoét được mà. Mình không phải hoa hoét đúng rồi. Không làm nhà hàng mà. Mình làm nhà hàng luôn. Em làm hàng quen, không phải hoa hoét được. Nhìn. Anh như em là em cứ đấy. Phải như thế anh ạ. Em cứ phải dây. Ăn nó mới phê. Mắc sướng. Thơ thịt thì sướng thật các bạn. Vừa ăn. Vừa ngủ. Anh em. Chào nha chị đê. Khay chưa bà? Mà khay á? Ừ, đi chưa? Mưa 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 mưa. Mình hấp dẫn quá, ốc rồi. Em nấu không ăn ốc rồi. Đây, 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 đây. Chuối em mình luộc trước rồi. Chín nhanh mà cái này. Thôi chín nhanh. Tất cả là chuối sẽ chín kỹ hơn, mình luộc trước kỹ hơn. Ăn nó sẽ ngon hơn. Này cho nó hơi đậm đậm không hay là? Ừ, nó đậm tí tí. Không ốc vừa. Ngấm vào trong được. Ốc vừa thôi. Vừa gì? Vừa thì thức cơm này là vừa. Bằng hôm mới ở nhà thì có chị Vững múc canh, hôm nay có anh nội thay. Tiệm quá nhỉ, ít bầu quá. Bầu đang đắt anh ạ. Mà canh bầu chỉ ngon nước anh ạ. Nước ngon, nước ngon. Nước tí nóng rồi.
nhức nổi đấy. Nhìn hấp dẫn quá, nhiều thơm ảnh bát thôi chứ còn. Rồi, Ninh Như quá nó lại dai thôi. Đây, mình làm hai mâm mọi người ạ. Nhà đông người quá. Nhà chia ra một mâm trẻ con. Mâm ngồi uống rượu. Bên kia có ai đâu, mỗi bài đấy trẻ con thôi. Ăn nhiều sao? Không kêu đâu. Thế mở qua ăn buôn thẹt khảo. Đây các bạn. Có chai chai. Có ốc. Và đặc biệt hơn nữa là có cái như thịt bò luôn. Quả cà sam đen. Đó. Có thịt vịt nữa, có măng xào. Hôm nay thì nhà bác nhà anh em mình hôm nay cũng làm hai mâm thì có trẻ con rồi các bạn. Đấy là bác cháu anh em mình ngồi một mâm. Bà với cả bác với cả mấy đứa trẻ con thì sẽ ngồi mâm bên kia. Còn mấy bác cháu sẽ ngồi với nhau mâm bên này. Hôm nay có đặc biệt hơn nữa các bạn. Nhà bác Đài có cái rượu cốm các bạn. Đó. Cái này là cái rượu cốm, còn đây là rượu nếp cẩm của nhà bác Đà. Cái rượu cốm này thì hiện tại thì nếu mà sau này mình mà nhập được của bác ấy thì mình sẽ có nhiều thì mình sẽ bán cái rượu cốm này nha các bạn nhé. Nếu các bạn thưởng thức cái rượu cốm này thì các bạn vui lòng liên hệ với số điện thoại của mình. Rồi mình sẽ báo giá cho các bạn. Rồi xin mời tất cả mọi người chắc chắn là cái này sẽ phải uống rượu rồi. Nấu mó đó, xin mời các bạn ăn cơm cùng anh em mình uống rượu. Hôm nay có cả bố mình nữa sang đây thưởng thức cá chấm đen các bạn. Hôm nay mình mua được một khúc nhỏ thôi. Giờ mình mổ ra thì mình lúc mình biết họ mổ xẻ ra cái con cá chấm đen thì mình cũng muộn rồi nên là xuống bớt lại được một ít nữa. Cá chấm đen hôm nay mình sẽ không nộm hay là không gỏi như mọi khi nữa, mà cái này sẽ ăn như kiểu sashimi luôn các bạn. Thái ra và lúc nữa sẽ chấm vào cái bát chanh hoặc xì dầu mùi tạt và cuộn với cả rau thơm. Ăn như vậy sẽ ngon hơn là mình nộm. Nếu mình nộm thì nó sẽ bị tái và nó chín đi, sẽ mất vị của con cá chấm to nó già. Món không phải thiếu được khi mà ăn quải cá. Vũ khí hủy diệt mọi cái sự là sổ mũi hát xì các bạn. Không uống được gì nữa rồi, em chỉ ý sắc bá này. Thấy sắc mới ngon mới vui vậy, mới ngon. Cũng thử được ý. Ai ăn Hà Nội thì thử chỉ đâu, ai dùng mùi tàn thì cho mùi tàn nhá. Các bạn cái món này phải dùng có kinh nghiệm ạ. Kinh nghiệm là ăn nó ngon, nó biết ăn. Thế đéo đâu ăn bao giờ mà biết. Đi mạnh cho nhiều thế này. Đà chấm người gì? Đồ chén ạ. Ai ăn như nào thì cho như thế nhá. Nếu mà sao chỉ trường từng người đâu. Không. Thôi ở bát ở cả mắt từng này nhé. Khi đang trong đây vẫn chọa. Thôi ăn đòi ý thôi đòi ý. Thôi ăn đòi ý thôi. Thôi ăn đòi ý thôi. Thôi ăn đòi ý thôi. Thôi ăn cho phải dùng cả bữa đấy. Bà bá nhá. Mời bác Đài nhá. Mời các bác. Bá các cả nhà. Mời mọi người nhá. Mọi người cùng nâng ly rượu lên. Mọi người đang xâm kênh. Món cá chấm đen với anh em mình. Đây là món rượu cốm mình thưởng thức một chút và 100% rượu cốm. Ta làm hả? Bình thường rượu cốm nó sẽ có màu nhưng mà cái này rượu chuẩn. Rượu cốm màu em biết tại sao rượu cốm nó màu không? Không. Mà người ta sẽ giã cốm mà cho trực tiếp vào đây, người ta mới gọi là rượu cốm, mà còn cái này là người ta sẽ cái cốm non ấy ủ như kiểu ủ ấy và sẽ nấu như kiểu nấu
như rượu mình bình thường luôn. Đúng rồi. Cái kia người ta bảo là rượu cốm, nhưng mà rượu cốm nó chỉ là rượu cốm ngâm, cho cốm ngâm mà thôi. Cái này mới là nguyên chất. Đấy. Đúng rồi. Cái này là nguyên chất. Em hiểu cái từ rượu cốm nó như thế nào và như nào mọi người đừng có vì rẻ mà mọi người mua nhá. Mình khuyên mọi người là đừng vì rẻ. Mọi người qua màu chỉ có hơi đục đục một chút thôi. Đấy nhá anh nào nhá. Còn ở trong game 15 cân nhưng chưa được làm. Của bỏ nhá. Nó thơm mà cái mùi nó gần như kiểu cái mùi lá nó... rượu men lá há xuống đấy nước, giống rượu men lá nước ấy rồi. Mùi thơm rượu rất ngon mọi người làm bắt làm bắt làm lâu hơn nữa nước tất cả lúc hơn về thế là vào đây để cải uống đây đi đây có cái này đây đấy ôi xin đàn ăn thịt đi đã. Các loại rau thơm luôn. Đấy, ngộ. Đó, cái này là lắm rồi anh. Sashimi đấy. Không ôm đầu anh. Đúng cái bản nó phải ôm đầu cơ. Không, anh là ôm đầu một đạn. Một chanh thôi. Đây anh Mạnh. Đây. Ủa chấm này đi, thử bắt nào anh. Có chanh hơi ngạc. Ý dồi ôi. Con cho tí chanh vào đấy. Úi giời, sướng. Đúng cân, đúng cân, đúng cân. Đấy. Đấy là kịch bản này. À, được đấy. Ôi, chảy máu mũi à. Thế mới sướng chứ. Ôi, phê. Đây. Nó phải nhạt quá. Nhưng mà phê thật. Làm bố làm được vậy nào nè cài ôi làm cái đó này cho nó đỡ đúng không này chảy cái nước mắt làm đỡ hai mũi ôi trời ơi những là thật vàng anh ạ má khổ nhục nhất em là người bé ngon lắm em mù tạt anh phải làm mấy miếng mà tại vì có rất nhiều nước chấm rồi một loại một tí nước chấm một tí nhiều anh. Ừ. Kiếm nó ra đây có nẻ chẳng lắm. Rượu vẫn còn nữa đúng không? Uống hết đợt này thằng bắt đầu uống cái đấy. Uống vòng thứ tự nó mới đến được. Nhà mắt đài nhiều loại rượu. Rượu nếp cẩm ngọc vắt này. Rượu cốm này. Rượu cốm này. Thế nào anh làm? Rượu mật ong này. Thế thôi chảy mà sao vẫn chưa thấy vào cơn này. Làm miếng nữa. Để ăn hành quá không biết được ăn miếng. Làm miếng. À. Đấy ông ấy. Tiếp miếng này. Không bắt. Không mà chấm bắt cái mạnh này. Cái này mạnh cơ, nó mới vào anh ạ. Đi nó làm cái nữa, bây giờ ấy đó. Đúng rồi, cảnh rồi. Đúng rồi. Thế nó mới phê. Ây à, cái này cảm cúm là đi đời luôn đấy. Thông mũi luôn. Cái này, cái này bệnh này trước, cái này chấm này trước Covid rồi. Không ăn đến thuộc mà vân cúm. Mỗi. À thử thức món chai bát nhỉ, mời bác nhá. Tao lúc nãy tao làm một miếng còn nó hơi dai dai. Cái chai chai này các bạn ạ, to như vậy nhưng mà để mà nói ra để mà to như thế thì chắc cũng phải mất tầm khoảng vài tháng một năm. Mấy năm đấy. Hôm nào lấy về nấu cháo. Úi cháo chai chai tuyệt vời rồi. Ai nấu? Quay giọng ai nấu? Không luộc cái này xong bắt đầu mình lấy cái kia mình băm không mình rang không mình cho vào cái bằng này thái nhỏ. Xong vào làm miếng dài dài. Mình đem ra mình băm còn miếng dài dài. Chấm mùi tạt tiếp. Còn nào làm cháo món với cái lươn. Vừa mỏ ngoài. Thời gian nữa đến lấy xoay lươn này nấu đi cháo. Lại lên tiếp này. Phát nữa nó lên đủ cơn. Chắc khó chịu à? Chưa đâu. Đang kéo vào hết hơi rồi. Đừng có hỏi, đang hít mà. Cái môn này mà kéo hết hơi là nó vào mới dính vào. Tức là xải hơi trước bạn, ăn cho mình hít vào. À, cứ hít vào nhưng mà vẫn kinh nghiệm ăn. Nhưng mà hết hơi là phải chịu ấy. Nhưng mà vẫn thích ăn. Càng ăn càng phê càng sướng. Ê, con à? Có bác ra thử miếng canh ở đây coi xa hơi xa tí nhỉ. Đấy là miếng này đã để ra ngoài không có mèo ăn hay không có gì à, chấm nước chanh này cho nó tái tái rồi đây. Đấy tao muốn qua chanh là chanh đà thì bầu đi tao thấy cái miếng này là lạ cái gì ấy Hà Nội em không thơm này nó mấy sợi khác này chấm đẫm này cơ mà nó bao nhiêu tiền chắc là nó cũng rẻ thôi cắt cơn rồi cho nó sướng bác ông chai cho đâu ấy
Được đấy. Nếu về tao chế biến ngon. Món chả khốm. Hơn ớt bác nhỉ? Sướng hơn ớt. Sướng hơn ớt. Mày phải quay nhá. Được rồi. Mà làm món chả khốm. Đây cho bác già làm miếng chấm kia xem mà cảm nhận thế nào. Làm cái này thử đi nào. Ôi, tao ăn được luôn. Này gì trước ăn là cái mình không phải cay mà là lặn cho nó nông nông một tí. Phải đấy. Hít vào chứ anh. Có hỏi cái nhóm này. Hỏi sặc đấy. Được, hết tôi đừng nói lại mà. Ngon. Ngon mà. Ăn được mà nhưng mà không ăn được. Ngon mà. Không. Nhưng mà bao giờ phải cầm thao luôn cơ. Mình nạp điện mình bấm nhưng mà nạp làm nạp rồi cam tích thì là rồi cam của tích nó là cái loại nhỏ nó bay chỉ được hai cây ba cây nhưng mà cái bạn được thuốc này này bán cái này không cũng được cháu cháu nhưng mà ngoài này cái này không ai khỏe nhưng mà ăn cơm không đỏ hoa thì đừng bận hơn cứ tả đi chơi hết tầm cháu vừa tầm rồi tầm hết tầm chào có rồi không nản không tên gian ôi cái nhìn bà này đang ơi ngoài đan có bà mà đúng là ngoài đan nhưng mà bò mà bên tùm lên nghe có bây giờ mở bây giờ cái luận mà con ngoài ăn cua thế điều là đi khỏi hải hộ ăn xe thế cũng tưởng là mi cái này ăn ở máy với hàng cái đà xì ngủ mà ก็ไปเหรอเจ้าชิงหมูควายพอไปทําที่บริหารโดยกระทําควายมาบริหารพอไปทําควายเออไปเจอก็ถามมันลงมาใบด่ามันก็ไปเลยมันคือคนไม่คนไปยังไงต้องทําอะไรเนี่ย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 ต
cái này là tôi đem gì nữa là bạn mà đông một cân ấy. Tao xuống được 7 lần mà tao tìm không biết là ở chỗ nào.
đấy mới là mẹ không chuẩn, húng này không lai đâu. Đâu? Em lấy húng chuẩn húng. Mà tao tìm không biết nó ở chỗ nào mà cây mà cây cây tơi nó quẹt vào húng nó đổ. Tao húng chuẩn lên số 7 lần mà không tìm thấy nó ở chỗ nào. Nên mà mới chắc cũng có con này. Các bạn à, các bạn húng quá nhé. Húng chuẩn lắm mà áo phu ma mà mình đi ho để gì mất mềm. Anh hổm.